mình á sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất tham số nè, x bằng y bằng và z bằng nè, xa cộng at, ya cộng b, bt, za cộng c, ct. Được không? Đây được gọi là phương trình tham số, vì có một cái số, có một tham số là t. Dạng thứ hai sẽ là phương trình chính tắc nha. Phương trình chính tắc sẽ là x trừ xa chia a bằng y trừ ya chia b và bằng z trừ za chia c. Nhưng mà lưu ý khi viết phương trình chính tắc á, abc phải khác khác không nhé, abc bắt buộc phải khác không. Rồi tóm lại lý thuyết á, là muốn viết phương trình đường thẳng thì chúng ta còn tìm một điểm thuộc đường thẳng và một vectơ chỉ phương là được nha. Vectơ chỉ phương là vectơ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng. Như vậy câu a là khỏi viết nha. Câu b là đi qua hai điểm phân biệt cho trước. Đây, đi qua hai điểm AB. Đó, bây giờ đường thẳng đi của mình đi qua điểm A rồi, đúng chưa? Có vectơ chỉ phương là vectơ nào? Thấy luôn, đó chính là vectơ A, AB. Tính vectơ làm sao thì đã có lý thuyết rồi, ha. Rồi, đi qua một điểm và vuông góc với một mặt phẳng cho trước. Câu C đây, mặt phẳng đây. À, đường thẳng đây, đi qua điểm A đây, vuông góc. Rồi làm sao để viết được phương trình đường thẳng? Suy nghĩ nhá. Đây là P chẳng hạn. Rồi muốn viết phương trình đường thẳng á, thì chúng ta cần gì? Đi qua một điểm là qua A, được chưa? Tiếp theo là có vectơ chỉ phương. Vectơ chỉ phương là vectơ chỉ cái phương của đường thẳng á, là song song hoặc trùng. Người ta cho bạn NP, cho bạn B rồi này thì tìm được NP. NP là phát tuyến của B nhá. NP là phát tuyến của B. Nhưng NP lại là chỉ phương của D, thấy được không? Hai này song song này. Có vectơ chỉ phương là N, NP. Rồi phải biết tìm được vectơ này nhé. Rồi xong nha. Tiếp theo là câu D. Đi qua một điểm và song song với hai mặt phẳng cắt nhau cho trước. Viết phương trình đi qua một điểm rồi song song với hai mặt phẳng cắt nhau cho trước. Rồi không biết vẽ hình vẽ sao nữa. Câu 5 đi. Hai mặt phẳng cắt nhau ha. Vẽ hai mặt phẳng cắt nhau để. Đây một mặt. Cắt thêm một mặt nữa. Đây, P, đây là quy. Đó, phương trình đường thẳng song song với hai mặt phẳng cắt nhau cho trước. Để chúng ta bị một cái đường này, nó song song với đường này là được. Đi qua một điểm nữa. Đi qua điểm A nữa. Rồi, D nè. Qua nè, chưa? Có vectơ chỉ phương. Rồi làm sao tìm được vectơ chỉ phương đây? Nếu mà bạn không tìm được vectơ chỉ phương á thì bạn còn phải tìm được hai vectơ vuông góc nha. Khi đó bạn lấy tích có hướng của hai thằng vuông góc sẽ cho mình một thằng chỉ phương. Nghe rõ chưa? Rồi quy nhá, quy thì sẽ có phát tuyến là n, n quy.
Được chưa? Quy là câu pháp tiểu là n quy, và thấy nè. N quy vuông góc với đường này đúng chưa? Đúng chưa? Thì N quy sẽ vuông góc với D. Được chưa? Tiếp theo sẽ là P, thì sẽ có vector pháp tiểu là NP. Bạn có thấy NP vuông góc với đường này không? NP vuông góc với đường này thì NP sẽ vuông góc với D. Đúng chưa? Như vậy chúng ta có hai vector vuông góc lấy tích có hướng. Đó. Đây là câu hỏi là vì sao học tích có hướng để làm gì á? NP và N NQ. Được không? Được không? Bài học tích có hướng để tìm một vector mà vuông góc với hai vector cho trước á. Thầy ví dụ như thế này nè, ví dụ đơn giản như thế này nè. Đây là ứng dụng nhỏ tích có hướng thôi nha, ví dụ là vector A này. Các bạn có tọa độ là 1 2 3. Rồi, yêu cầu nhé. Tìm một vector vuông góc với vector A. Đây, tìm vector x khác vector 0 nhé, vuông góc với vector A. Rồi, vector x khác vector 0. Được không? Rất dễ, như bạn nói là rất dễ. Đó, rất dễ. Vector x bằng, thầy cứ cho một cái bằng 0 cho dễ ha. Rồi cho z bằng 0. Còn là để mà vuông góc thì sẽ 1, 2 thì chuyển thành là 2 trừ, trừ 1. Đó. Không tin là lấy hòn nhân hòn nè. 1 nhân 2 là 2. Trừ 2 là 0. Cộng với 0 là 0. Được không? Nhưng nha. Thầy cho thêm vector B nữa. Vector B có tọa độ là 2, 3, 4. Đó. Tìm vector x vuông góc với A. Rồi x vuông góc với B. Rồi x khác vector 0. Đó, nhu cầu cần phải tìm một vector vuông góc hai đường này để làm gì? Để viết phương trình đường thẳng và phương trình mặt phẳng chứ làm gì, đúng không? Đó, tìm. Như bạn thì nhẩm tìm được, nhưng mà tìm rất khó, đúng không? Rất khó. Và nhờ đâu chúng ta sẽ cảm thấy rất dễ? Đó, nhờ tích có hướng. Chúng ta sẽ quay về đó là rất dễ. Được chưa? Được chưa? Như vậy, ứng dụng đầu tiên của tích có hướng chính là tìm một vector mà vuông góc với hai vector đó. Tất nhiên nó sẽ còn nhiều ứng dụng khác hay hơn. Nhưng mà cái này là ứng dụng đầu tiên và dễ hiểu nhất đối với các bạn. Nha, khi bạn học thì bạn phải thắc mắc là học cái đó có tác dụng gì nha, chứ không phải nó học không bắt bạn học. Rồi, ok. Câu tiếp theo là câu E. Câu E: đi qua một điểm và cắt hai đường thẳng chéo nhau cho trước. Viết phương trình đường thẳng D đây. Delta. Rồi, delta phải chẳng hạn. Đi qua điểm. Rồi, yêu cầu là phải viết được phương trình đường thẳng D. Rồi, cách thầy hay dùng nhất là lấy điểm chỗ này. Điểm P chẳng hạn. Điểm P nè. P thuộc delta. Đúng chưa? Sau đó mình sẽ tham số B. Có hình dung được khái niệm tham số B không? Tham số B ví dụ như thế này nè. Ví dụ như là x bằng 1 cộng 2t, y bằng 1 trừ t, z bằng 3 cộng 4t. Tham số điểm B có nghĩa là B sẽ thay vì viết x đi z thì nó có mấy biến? 3 biến. Thì mình viết theo chữ t cho nó còn lại một biến thôi. Nhưng mà chữ B thì viết theo chữ B nhỏ, đó là 1 cộng 2B, được không? T là một số tham gia vào phương trình thôi. B cũng được nha. Rồi, 1 trừ B. Rồi 3 cộng 4, 4B. Đây được 3 cộng 4, 4B. Đây được gọi là tham số hóa. Hình dung được không? Ổn hơn không?
Được chưa? Tương tự mình sẽ tham số điểm điểm C nha, tham số điểm C. Điểm C là tham số cái gì đó thì chữ C là được. Được chưa? Sau đó bạn quan sát là vector AB và vector AC sẽ cùng phương. Và nhờ yếu tố cùng phương này tìm ra được B và C. Có B và C coi như là xong. Được chưa? Nói chung là có đường thẳng mà có cắt nhau thì nên tham số. Là dễ hiểu nhất với các bạn, còn không mình dừng một cái mặt phẳng thôi. Rồi. Câu tiếp theo sẽ là câu G, là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau cho trước. Đây câu G đây. Có hai đường thẳng delta ha, delta phải, đường vuông góc chung. Đây. Đây gọi là đoạn vuông góc chung nhé. Đoạn vuông góc chung là một đoạn thẳng vuông góc của hai đường thẳng kéo dài ra. Thì nó là đường vuông góc chung. Được chưa? Thì kỹ thuật chúng ta cũng là gì? Đây điểm A nè. Chúng ta là tham số A. Được không? Tham số điểm A. Điểm A theo chữ A nhỏ đó. Tiếp theo là tham số. Tham số B. Tham số B theo chữ B nhỏ. Để tìm hai chữ A nhỏ B nhỏ thì chúng ta còn hai phương function. Function đầu tiên là vector AB sẽ vuông góc với vector, đây vuông góc nè, UD. Xin lỗi, UD delta. Hai vector vuông góc thì tích vô hướng bằng 0 nè. AB nhân với UD delta, delta phải cũng sẽ bằng 0. Từ hai điều này tìm được hai chữ A, AB. Cái AB coi như là xong bài hai toán. Nói thì nói vậy thôi nha, nhưng mà bài E với bài G thực tế là hai bài nó hơi khó và dài. Nói thì rất là dễ nha, còn khi tính toán thì còn phụ thuộc vào khả năng của từng người nữa. Nhưng có nhiều người tính hay sai, có nhiều người tính đúng nhưng mà lâu lâu vẫn sai, rất là bình thường ha. Mà cách làm là như thế. Rồi. Câu số 6, bằng phương pháp tọa độ, làm thế nào để xác định vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng? Ok. Tiếp theo là vấn đề là vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng nha. P là AX đây, cộng PA cộng CZ cộng D bằng 0. Quy chẳng hạn. A phải x, B phải y, C phải z cộng cho D phải bằng 0. Câu A nè. Nếu mà A chia A phải này bằng B chia B phải này bằng C chia C phải này, sau đó khác D chia D phải, thì suy ra B quy song song. Ok chưa? Rồi bài này cũng thú vị, nó có rất nhiều lý thuyết. Rồi. Rồi tới gì rồi? Tiếp theo, chấm tiếp theo. A chia A phải bằng B chia B phải nè, rồi bằng C chia C phải nè, rồi bằng D chia D phải, thì suy ra B trùng với quy. Tiếp theo, nếu hai bộ số không tỷ lệ nè, A chia B chia C khác A phải chia B phải chia C phải, hai bộ số không tỷ lệ thì B nó sẽ cắt quy. Được chưa? Còn mà muốn tình huống vuông góc là đặc biệt thôi nhé. Tình huống vuông góc là đặc biệt của cắt thôi nhé. Vuông góc là A nhân A phải nè cộng B nhân B phải cộng C nhân C phải mà bằng 0, thì suy ra vuông góc. Ổn chưa? Rồi tiếp theo là làm sao để xác định được vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Câu 6B, vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, ví dụ đường thẳng delta nè, YM, C
có vector chỉ phương u, delta phẩy y một phẩy có vector chỉ phương u phẩy, đó vị trí tương đối giai đường thẳng. Thì thầy hãy vẽ sơ đồ như thế này. Đầu tiên làm gì trước? Tính tích có hướng của u với u, u phẩy, rồi nó sẽ chia cho mình hai nhánh, một nhánh là bằng vector không và một nhánh sẽ là khác vector không. Khi bằng vector không á là nó song song hoặc trùng, hiểu không? Song song hoặc trùng thì tiếp theo mình sẽ thay, thầy sẽ là thay. Nhiều người tính tích có hướng tiếp nhưng mà thầy hay thay m vào delta phẩy, được không? Nếu m mà thuộc delta phẩy á thì là delta trùng với delta phẩy, đúng không? Còn m mà nó không thuộc delta phẩy thì delta sẽ song song với delta phẩy, được chưa? Khi tích có hướng mà khác với tơ không rồi á, mình sẽ tính tiếp tích hỗn tạp u phẩy nè nhân vô hướng với m phẩy, nó sẽ chỉ cho mình hai tình huống. Bằng không á, bằng không thì sẽ là sao? D cắt D phẩy, được không? Bằng không mà đồng phẳng á thì D cắt D phẩy, còn khác không thì là D chéo D phẩy, được không? Ví dụ khi người ta hỏi là đó, thầy vẽ sơ đồ như này cho dễ nhớ nha. Khi người ta hỏi là hai đường thẳng cắt nhau khi nào, hai đường thẳng cắt nhau khi nào, dò lên tích có hướng khác không, rồi tích hỗn tạp bằng không. Hai đường thẳng chéo nhau khi nào, tích có hướng khác không, tích hỗn tạp khác không, được không? Hai đường thẳng song song khi nào, tích có hướng bằng vector không và m không thuộc delta phẩy, đó vậy đó. Tương tự cho tình huống trùng nhau, được không? Ở đây người ta không hỏi là vị trí tương đối giữa đường và mặt nha. Còn vị trí tương đối giữa đường và mặt thì mình cũng vẽ sơ đồ y hệt vậy thôi. Không hỏi thì thôi nha, không có nói lên mang. Tại vì lý thuyết nhiều bạn phải chắc à, nghe mới hiểu, còn mình không hiểu là mình nghe mệt lắm. À, câu số 7. Bằng phương pháp tọa độ, làm thế nào để tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt? Quá dễ, đúng chưa? Câu số 7A. Ví dụ thầy cho điểm M có tọa độ là XM, IM và ZM, được chưa? Mặt phẳng alpha của mình có phương trình là AX cộng PI cộng CZ cộng D bằng 0. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt. Ví dụ như khoảng cách từ điểm M đến alpha chẳng hạn bằng trị đối của thay vô. A, X thì thay bằng XM, PI IM, Z thì thay bằng ZM cộng với D, được không? AXM cộng BIM cộng CZM cộng D, bản chất là XYZ thay bằng XM IM ZM chia căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. Và nhiều bạn vẫn nhầm cái thằng này A bình B bình C bình, cứ bấm thằng lấy thằng này bình, không phải nha. Nó là tọa độ của vector pháp tuyến này, ABC này, nha. Câu B, từ một điểm đến một đường. Đây, từ một điểm đến một đường. Đường đây, đúng chưa? Điểm A đây. Trên đường này nó có cho mình là điểm B nè, rồi có thêm vector U nè. Đó, ví dụ như thế này. Thì khoảng cách từ A đến D sẽ bằng độ dài vector U với vector AB, được không? Tích có hướng của U và AB, lấy độ dài chia độ dài vector U. Ok nghe. Câu C, giữa hai đường thẳng chéo nhau thì sao? Ví dụ AD ha,
Trên D này có điểm A nè và vector U. Rồi D phải đây, trên D phải có điểm B nè rồi vector U phải. Đó, thì khoảng cách giữa D với D phải mà đây gặp hỗn tạp nhé, hỗn tạp của U với U, U phải nhân A phải, A phải xin lỗi A à, cho này A phải luôn đây. Rồi, chi độ dài vector U, U phải. Đó, đây là ba công thức cơ bản để tính khoảng còn cách. Bây giờ là những cái biến thị của nó nè, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song. Đây delta, delta phải, khoảng cách giữa delta với delta phải thì bằng lấy một điểm trên này đúng không, lấy điểm m thuộc delta nhé, bằng khoảng cách từ m đến delta, delta phải, đưa về bài toán khoảng cách từ điểm đến đến đường. Cái này để học ở câu câu P. Rồi xong, giữa hai mặt phẳng song song, hai mặt phẳng song song giống như tròn nhè với sàn nhè vậy đó. Đây, đây là P, đây là Q. Khoảng cách giữa P với Q thì sẽ bằng lấy một điểm trên này đi, chúng chưa lấy M thuộc Q đi, thì bằng khoảng cách từ M đến đến P, khoảng cách từ điểm đến mặt để học ở câu câu A. Cuối cùng là giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, câu G. Mặt phẳng đây, đường thẳng đây, D alpha, khoảng cách giữa D với alpha thì làm sao, thì lấy một điểm trên D này đúng không, lấy điểm A trên D, khoảng cách chính là chiếu xuống, bằng khoảng cách từ A đến alpha. Như vậy đây là khoảng cách từ điểm đến đến mặt. Cái này được học ở câu câu gì rồi, câu A. Ổn chưa? Rồi bài cuối cùng ngày hôm nay là bài số 8. Trong mỗi trường hợp sau, làm thế nào để xác định tọa độ của điểm? Là hình chiếu của một điểm trên một mặt phẳng cho trước. Hình chiếu của một điểm là một mặt phẳng cho trước. Đây là mặt phẳng ha. Mặt phẳng P chẳng hạn, đây là A. Hình chiếu của một điểm là chiếu xuống đó là điểm điểm H. Câu A. Tìm hình chiếu H của A lên P. Bước 1. Bước 1 sẽ làm gì? Bước 1 đó là viết A. AH. Bạn biết được AH không? Được. Muốn viết phương trình đường thẳng thì còn cái gì? Còn một điểm và một vector, chỉ phương. Điểm có chưa? Đó là điểm. Muốn rõ hơn là điểm nè. Qua nè, được chưa? Có vector, chỉ phương là N, NP. NP nó vuông góc với B nhưng mà lại song song với D, với A, AH. N, NP. Được không? Sau khi viết AH rồi á, sao nữa? Bước 2. Tham số H. Tại vì H nó thuộc, H nó thuộc AH rồi thì tham số được. Được không? Hiểu tham số không? Tham số ví dụ như đây nè. À, tham số ví dụ như đây nè. X0 cộng A, AT nè. Y0 cộng BT, Z0 cộng CT. Bình thường á, là mình gọi ba biến là X, Y, Z. Nhưng mà trong tình huống này á, mình chỉ gọi một biến là biến T thôi. Cho dễ được không? Bước 3. Là vì H thuộc, thuộc B nè. Cho nên sẽ thay tọa độ H vào phương trình của P. Được không? Để tìm gì? Tìm được chữ T.
Có T rồi, tìm được điểm điểm H. Như vậy thầy giúp cho các bạn xong câu 8A nha. Câu 8B. Câu 8B, hình chiếu của một điểm trên một đường thẳng. Rồi suy nghĩ tôi làm sao. Đây, đường thẳng D đây. Điểm M đây. Hình chiếu của một điểm trong đường thẳng. Ví dụ đây điểm H. Đó. Câu B. Tìm hình chiếu H của M lên D. Làm sao tìm được? Thì có đường thẳng rồi, thì có H rồi. Thì mình bước 1 mình sẽ làm gì? Tham số H. Tự tham số nhé. Bước 2 mình sẽ làm gì? Bạn quan sát vector MH với lại vector UD như thế nào với nhau? Vuông góc đúng không? Thì vector MH nhân với vector UD. Hai vector này vuông góc thì tích. Được không? Trong nhân này là tích gì? Tích vô hướng đúng không? Vô hướng hay có hướng? Vô hướng nhé. Vô hướng là không có hướng á. Vô hướng sẽ bằng bằng không. Từ này tìm được chữ chữ T. Có chữ T tìm được điểm điểm H. Hình chiếu của điểm trên đường thì nó dễ hơn. Rồi cuối cùng ngày hôm nay là đối xứng với một điểm và một thẳng cho trước. Câu C. Mặt phẳng đây. Điểm A nằm trên này đi. Đối xứng qua. Đối xứng dưới đây là điểm A phải. Làm sao tìm được A phải? Suy nghĩ thử làm sao tìm được điểm A phải. Bạn tìm được điểm H không? Được không? Được chứ. Tìm điểm H. Bước 1. Tìm H này. Tìm H được không? Tìm H ở câu. Câu A rồi đúng không? Bước 2. H là gì của A phải? H là trung điểm của A phải được không? Thì khi đó thầy sẽ suy ra được là ví dụ như xh này thì bằng xa cộng xa phải chia 2. Để cho tương tự cho yz nhá. Thầy muốn nói chỗ này thôi. Thì khi đó bạn sẽ suy ra được là xa phải này thì sẽ bằng 2xh trừ xa. Được chưa? Như vậy điểm A phải của thầy có thể viết là 2xh này trừ xa. Thì làm tung là 2YH trừ YA và 2YH, học thuộc cái này luôn cho nhanh, trừ YA. Còn không bằng rep số là tính từ từ. Bây giờ như vậy cái phần lý thuyết đến đây là kết thúc. Và hẹn gặp lại các bạn ở phần bài tập mục số 3 trang 109 nha. Bài tập này giúp cho chúng ta củng cố lý thuyết chúng ta đã học. Rồi xin chào tất cả các bạn.